Kinh đô, lùng ba lùng bùng lỗ tai. Đại chiến thương hiệu Kinh đô Kidos. Nhìn tưởng anh em chứ không phải. Hiểu nhanh đơn giản. Năm 1993 Kinh đô ra đời. Năm 1998 Kinh đô cho ra đời một cú hích với thị trường. Bánh trung thu chuẩn bị bùng binh nhé. 2014-2015 Kinh đô bán cổ phần mảng bánh kẹo cho Mondelez, chính thức trở thành Mondelez Kinh đô. Phía sáng lập phải cam kết 5 năm tới không gia nhập thị trường bánh kẹo và đổi tên công ty ban đầu thành công ty cổ phần tập đoàn Kidô, rồi là Kidô đi bán kem rồi ăn các thứ. Còn Mondelez Kinh đô vẫn oanh tạc thị trường bánh kẹo. Năm 2020, Kidô cho ra mắt sòng bánh trung thu Kingdom. Từ năm 2022, vẫn là bánh trung thu nhưng mà là Kidô's Bakery. Không biết ở châu Âu như thế nào nhưng ở Hà Nội cứ khoảng 2-3 km là lại có một gian hàng Kidô. Có cái chung ngã tư có đến 3 cái gian hàng Kidô. Còn Kidô tính cả toàn quốc có chưa đến 35 gian hàng. Giá cho nhân thập cẩm lạp xưởng một trứng này gần như là xem. Theo báo cáo của Nielsen Việt Nam, Mondelez Kidô nắm đầu thị phần ngành bánh trung thu với 48%, Kidô chiếm đâu đó khoảng 6%, đều có hạn sử dụng khoảng 1 tháng. Design bao bì thì có vẻ Kidô trẻ trung hơn một tí. Họa tiết của cả hai đều sắc nét nhưng mà Kidô có cái thương hiệu ở giữa, Kidô thì không. Độ mỏng vỏ gần như tương đương mà Kidô có vẻ mỏng hơn. Màu trứng của Kidô có vẻ đẹp hơn, của Kinh đô chín hơn một tí rồi. Đặt trứng của bên Kidô đúng giữa luôn, bên Kinh đô hơi bị lệch một tí. So sánh hương vị, trứng mới của bên Kidô có vẻ thơm hơn, bên Kinh đô trứng hơi bị khô. Nhân thì có vẻ là trên một cái lớp nền giống nhau, lạp xưởng, hạt điều, hạt dưa, mứt bí, mứt cười, mứt chanh. Điểm cộng của cả hai là đều không quá ngọt nhưng cũng là hơi khô. Tôi thích kiểu bánh trung thu có nhiều mỡ phần hơn. Để nói về độ ẩm, Kidô ẩm hơn một chút. Nhân của Kinh đô nổi bật là mứt gừng và hạt dưa, gần như cắn miếng nào là ẩm mình đều cảm nhận được hai vị này. Bùi, thơm, ngọt cơ bản. Kidô có nhiều hương vị hơn, cảm giác có nhiều gia vị hơn. Nhân không bị nổi trội mứt gừng và hạt dưa quá, tỷ lệ thành phần có vẻ được cân đối đều hơn. Ăn cũng cảm giác ngọt thịt hơn, có vị hồi, vị ngũ vị hương. Tôi thích của Kidô hơn, có gì để ấn tượng và đáng nhớ hơn. Kinh đô là một hương vị cơ bản, hoặc do chúng ta ăn bánh của Kinh đô quá nhiều quá lâu nên chúng ta ghi nhớ cái hương vị đấy, lấy nó làm cơ bản. Vị của Kidô có gì đấy đọng lại trong trí nhớ của tôi hơn. Còn ông chọn Kinh đô hay Kidô's? Chưa chưa sánh.